Thưa quý vị, Xuân Giáp Thìn 2024 mở ra vận hội của đất nước, cũng chính là vận hội cho những con người tài năng, trí tuệ và bản lĩnh, mang trong mình nhiệt huyết xây dựng đất nước phồn vinh, hùng cường. Đây cũng là chủ đề xuyên suốt của giải phẩm Nhân dân Xuân Giáp Thìn năm 2024. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn coi trọng nhân tài, với quan niệm hiện tài là nguyên khí của quốc gia, hiện tài mạnh thì nước thịnh, hiện tài yếu thì nước suy, kế thừa và phát triển tinh hoa của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh là điển hình, mẫu mực của nhận thức và chủ trương lựa chọn, trọng dụng nhân tài, nuôi dưỡng và bồi đắp nhân tài trong dân tộc và trong đảng, trong quần chúng nhân dân, và người đã rất thành công trong việc này. Chính vì vậy, Nghị quyết Trung ương 8 khóa 13 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong tình hình mới, với tinh thần trọng dụng nhân tài, có chế độ đãi ngộ xứng đáng và đề cao trách nhiệm của đội ngũ trí thức là hết sức đúng đắn và kịp thời, góp phần tăng cường sức mạnh của đất nước, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành cho báo Nhân dân cuộc phỏng vấn đầu năm mới. Những điều Tổng Bí thư trao đổi là thông điệp gửi tới toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, phát huy mọi nguồn lực, đoàn kết một lòng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của đảng, chuẩn bị thật tốt cho Đại hội đảng nhiệm kỳ tới. Và một trong những yếu tố quan trọng nhất để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là cần nhận thức đầy đủ về đào tạo, rèn luyện, định hướng nguồn nhân lực, không chỉ là những người hoạt động trong các lĩnh vực khoa học công nghệ mà phải bao gồm các lĩnh vực khác nhau. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng nhắn nhủ, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, khẳng định giá trị con người Việt Nam phải được bắt đầu từ sự phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất, phát huy sở trường cá nhân, trở nên đặc biệt theo cách riêng của mình và trở thành một phần đáng tự hào của Tổ quốc, dân tộc Việt Nam, tự tin bước ra thế giới với tầm thế của những công dân toàn cầu. Với một nền kinh tế có quy mô còn vừa phải, độ mở lớn, những diễn biến khó đoán định của tình hình thế giới chính là phép thử đo lường sự chống chịu và khả năng thích ứng của Việt Nam. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, lúc khó khăn cũng là lúc chúng ta chứng tỏ bản lĩnh, trí tuệ, biến nguy thành cơ, chèo lái con tàu vượt cơn gió ngược thành công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ. Trong mọi chặng đường phát triển của mỗi quốc gia, Quốc hội và các nghị sĩ với vai trò lập pháp, giám sát và thực thi cao cả của mình luôn là lực lượng tiên phong trong các nỗ lực cải cách pháp luật, thể chế và hội nhập quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, những thành tựu kinh tế xã hội dù to lớn đến mấy, chỉ thật sự có ý nghĩa trọn vẹn khi mang đến cho người dân lợi ích thiết thực. Hòa bình và phát triển bền vững chỉ có thể đạt được khi người dân có cuộc sống an toàn, hạnh phúc và ấm no. Việt Nam đi qua năm 2023 với nhiều dấu ấn đặc biệt. Nước ta chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, không ngừng nâng cao vị thế và uy tín quốc tế. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, chăm lo, đầu tư phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng, thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Năm 2024 là năm bản lề quan trọng để thúc đẩy mạnh mẽ mọi nguồn lực, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Vấn đề phát huy nội lực đất nước, con người, củng cố, bồi đắp và nhân lên giá trị cốt lõi của người Việt Nam, chắp cánh cho hiện tại để góp sức hiệu quả vào công cuộc phát triển đất nước là những nhiệm vụ hệ trọng mà toàn đảng, toàn dân ta cần ra sức thực hiện, hoàn thành. Xuân Giáp Thìn 2024 mở ra vận hội của đất nước, cũng chính là vận hội cho những con người tài năng, trí tuệ và bản lĩnh, mang trong mình nhiệt huyết xây dựng đất nước phồn vinh, hùng cường,